Ông về rồi đó hả? Nè, uống miếng nước đi. Chuyện xứ mình bữa nay sao rồi? Bây giờ thì chưa có thấy gì. Ủa, con? Dạ, con chào hai bác. Ngồi đi con. Con nghe nói anh này Chánh bị thằng thầy Đờn nó đánh. Có làm sao không hai bác? Cái gì? Con nói cái gì? Thằng thầy Đờn đánh hả? Ủa, trời ơi, động trời quá. Nhưng mà tôi không biết gì hết. Ủa, chứ hai bác không biết gì hết trơn á hả? Trời ơi, bác biết thì nói gì nữa. Nè, hai Chánh, con Tuyết nó vừa mới nói là thằng thầy Đờn đánh con hả? Vậy là sao hả? Em xin lỗi, em đi làm dâu hai bác. Không sao đâu con. Nè con, tại sao vậy? Tại sao nó đánh con? Nói cho má nghe coi. Chỉ là chuyện vô làm nhỏ thôi. Nhỏ cái gì mà nhỏ? Nó đánh sưng mày như vậy á mà nói là nhỏ hả? Dạ, chắc là có chuyện làm gì ở đây. Bác đừng có nóng giận quá. Thành niên giao được cái gì giao? Đâu, trời đất ơi, nó đâu còn nhỏ nhất, nó lớn rồi đâu cái gì. Ông nói cái gì vậy hả? Con mình bị người ta đánh mà sao ông coi như là không có chuyện gì xảy ra vậy hả? Có gì đâu mà ầm lên vậy. Cái gì bỏ qua nữa cái thì bỏ qua. Nó chắc có lỗi gì đây nè thì người ta mới đánh. Chứ không lẽ khi không mà người ta đánh nó? Nè, bất cứ lỗi gì cũng vậy á, nó không được quyền đánh con tôi. Con tôi là con quan mà. Cái thằng này á, nó tính á, chắc là nó muốn đi ở tù thuộc xương đây mà. Ông nói cái vụ này dùng tôi đi. Tôi xin phép đi ra ngoài chút. Nè, đi nè, con đi đâu vậy? Trời đất ơi, mặt mày sưng như vậy á, đi ra ngoài không biết dùng hay sao hả? Dạ. Ông, nè, ông đi đâu vậy? Trời ơi, tức điên lên vậy đó. Giờ binh khí qua đây con nhá. Để mà thấy mấy đứa là đeo cái cờ đó. Đúng rồi, đúng rồi, chỗ đó con. Dạ. Dạ con biết rồi thầy. Nghe được chưa thầy? Vậy đó. Dạ. Dạ, con mời thầy nhé. Đem nước lên cho anh em con. Dạ. Hay giỏi nữa kìa. Dạ. Khắc khéo cẩn thận nha con. Dạ, con biết rồi. Bỏ ra chỗ đó. Dạ. Để cẩn thận nha. Cảm ơn cô. Nhích lên cao chút nữa ha. Cho tôi xin. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Yeah. Giờ này còn nắng dữ mày. Ngày nào không nắng. Ê, lát làm mà xong mày về sương sương mày. Sương sương gì ông nội? Làm mấy chai. Trời ơi. Ê, thật được kêu tụi bay. Ê, được. Tao nghe nói chị mày á sắp làm dâu nhà bà Biện Tôn phải không? Nhà mày sắp được sung sướng rồi nha, được. Ê, nhưng mà tao thấy á, con lại nó sẽ lấy ông thầy Đờn. Mày á, biết gì mà nói, giờ nó đang qua lại với hai ba thằng, biết lấy thằng nào. Nhỏ như vậy mà ghê thiệt. Trời ơi, hình chị mày như vậy á mà cũng lăng nhăng dữ cho được. Chính ra đi. Mày sắp được cho nhà giàu rồi nha. Sướng cho mày. Đi tụi mày. Thôi, nhẹ đồng đi nha. Kêu vợ mày làm mà ngon cho mày. Được, chuyện gì vậy? Ai chọc em nữa hả? Chị á, sao tự nhiên chị kiếm Hai Chánh chi vậy? Chị có biết ngoài chợ á, người ta nói sao vậy chị không? Người ta nói chị á, qua lại với thầy Đờn, rồi qua lại với ông Hai Chánh nữa. Nói chị mê dạo, chị có biết không hả?
Dạ, bà cho gọi tôi. Con ngồi đi. Dạ. Dạ, có phải vì cái chuyện mà thằng Hai Giỏi đánh cậu Hai vì con Lại không ạ? Nhưng mà tôi đã có cách rồi. Chỉ cần cậu làm theo ý của tôi thôi. Dạ sao ạ? Hiểu không? Dạ xin phép bà. Ừ, cứ vậy mà làm nha. Đi lẹ đi tụi bay. Quỷ này nè, đi cầm giữ mày. Tao đợi tao chứ. Để nó cổng mày luôn hả? Trời ơi, mồi làm sẵn hết rồi. Ừ, mệt quá mà, từ từ thôi. Ê, ai kìa. Ê, bà không lại. Thì để tao. Ừ. Mày thấy không, con gái nhà ông á đúng là cái thứ ham giàu. Trời ơi, cặp với ông thầy Đờn rồi, rồi còn cặp với cậu Hai Chánh, con của ông Điền Tôn. Đó, vậy mà biết mắc cỡ. Tao mà là ông mất chết thì tao rồi. Không biết cũng không xin gì sao. Ba sắp con hải vào mà ha. Cứ như mời cho ba nói ông á, sao ông không trả lời? Con gái là một cái chạy chỗ mày hay đơn cũng đúng rồi các bạn ơi, còn trọng cái cảnh nữa con. Quỳnh, Quỳnh, gì vậy? Cho hỏi bữa nay gánh hát hát tuần gì ạ? Hả? Có cô Thanh Loan không? Hỏi chị vậy? Có không? Đoàn nào? Trời ơi, cô Thanh Loan đó. Đào Chánh có đoàn này nè. Trời ơi, xin qua đây hỏi chị cái coi. Có, qua đây nói chuyện cái coi. Sao? Trời ơi, cái cô Thanh Loan đó cô đẹp lắm. Mà anh làm gì đây vậy? Thì tôi phụ đàn, có gì không? Trời đất ơi, nói chung là giờ à, thôi tôi xin phép về trước ha, có việc ha, chào ha. Trời ơi, thằng nó bị cái gì không biết nữa. Hỏi cái gì mà hỏi dữ vậy? Tự nhiên vô gánh hát hỏi tùm lum la. Xong rồi đó này. Xong rồi đó anh. Thì không? Dạ thế. Cẩn thận coi chừng bị phát hiện. Anh yên tâm, không ai thấy hết. Chán quá à. Công nhận á, xóm mình nhiều chuyện đi sợ luôn vậy á. Con vậy thôi cũng đơm đặt giùm lum chuyện được nữa. Cũng có ba cái chuyện đó hả? Giờ này nhà mình đi coi hát rồi. Thôi, con đừng có nói nữa. Im đi nghe không? Có thấy chị hai con không vui không?
cái ghế ở trên kìa, dễ coi không? Trời ơi, mấy người còn béo rồi, tao đi thấy người già rồi. Đúng rồi. Từ từ, đừng có nhìn chỗ nhau. Mà ngồi đây má ơi. Trời má ơi. Chậm dậy, ôm ê con đào. Cái gánh hát này lắm nè. Trời ơi, bà đắp đi, đặt cái đuôi. Trời đất ơi. Ê, mời anh hai. Rồi, đánh ra tông lại rồi. Dạ. Thầy ơi. À, hả? Cái gì? Có chuyện không hay rồi thầy ơi. Nhưng mà cái gì không hay? Hả? À? Trời đất ơi, sao vậy? Con biết đó thầy ơi. Tất cả phục trang với lại đạo cụ đều bị người ta rất luôn. Thôi lắm, không thể nào mặc được nữa. Bây giờ, không còn đồ nào để thay thế được hay sao? Hay là có cái cách nào đó để ác cho mình đi được không? Đoàn nhà mọi người đã tìm được một cách rồi nhưng mà không được thầy ơi. Ai cũng sẽ giữ đồ bữa nay. Ai? Năm hả? Dạ con. Chịu trách nhiệm giữ đồ bữa nay. Dạ. Mà tại sao ra nông nổi này hả? Dạ. Cứu cục hay là bỏ đi đâu? Dạ không có. Không có tại sao vậy? Con cố biết nói thầy ơi. Trời đất ơi. Dạ thưa thầy, thì bớt giận. Bây giờ quan trọng nhất á là mình phải tính sao cho suôn sẻ đêm diễn ngày hôm nay à. Tính sao? Bây giờ thầy muối mặt. Thầy ra thầy đăng lì, thầy lại lục mặt con cô bác ở đây. Đó, xin lỗi người ta. Thầy không biết cái phen này á. Mà có cái xóm này đây nè, còn hiểu quay lại coi cái cách mình hát hay không nữa. Thiên tình, con mà bắt được ai làm ra cái chuyện này, con sẽ không bao giờ được yên cho nó. Được không ngờ. Ai làm chuyện kỳ vậy? Thôi, sao không để giờ mình nghĩ thì không thầy. Nghĩ chứ không nghĩ là bây giờ làm cái gì hả? Tức quá. Để đây là bọn tôi. Chặt, chặt thủng lại quýt đi, cho nó sạch. Anh coi thầy sao nha, nhanh đi anh. Ủa sao vậy mày? Tới giờ rồi mà sao không thấy thầy đơn nào kiếp gì để hát cho bà con coi. Bây giờ là quá trễ rồi đúng không bà con? Đúng không bà con? Ồ, nhìn thấy cái mặt lắm la lắm lét như sĩ của nó là biết rồi. Chắc là đêm nay không có diễn đâu. Quý xuất diễn này rồi, đúng không? Mấy đứa bay làm cái gì ở đây? Làm gì? Coi hát chứ làm gì không? Có làm gì đâu. Làm gì đâu? Thấy bà con đợi lâu quá mà không có gì coi, tội nghiệp, thương bà con. Đúng rồi. Bây giờ có diễn không? Có diễn không? Không diễn thì đi về. Bà con ơi. Ủa? Chứ sao giấc này về rồi? Không có đi coi hát ha? Ơi, có đi coi, nhưng mà bữa nay người ta không có diễn được.
Thầy Tiêu Tị ra xin lỗi mọi người, rồi mọi người đi về, con về luôn. Sao vậy? Thì con nghe nói là mấy cái đồ mà mặc diễn á, bị người ta bôi phân bôi cái gì lên, hôi rình không có diễn được. Trời ơi. Ê, Định hay Giỏi có sao không? Chắc chắn là có rồi, thì bữa nay không có diễn được, đoạn hát không ai hát được gì hết, thì anh cũng bị ta chửi thôi. Trời ơi, cái quân nào mà nó ác dữ vậy? Trời ơi, đồ hát người ta mà bôi phân lên. Con nghe vậy đó. Cô như vậy là nghĩ rồi chứ hát xuống được gì nữa hả? Bởi vậy. Tại sao thì còn nắm ra làm gì chứ? Ở đây có ai gây thù chuốc oán gì với nó đâu. Đúng, mình không gây thù chuốc oán với nó. Tại sao nó lại chuốc oán gây thù với bạn của mình? Cô nghĩ chắc do hôm bữa hắn còn thù con. Cái lúc mà hắn chọc ghẹo con, rồi cái con từ chối hắn thẳng thừng quá, nên bây giờ làm vậy cho bỏ đi. Có lẽ là vậy. Không hẳn là như vậy đâu. Thằng đó tuy nhìn bề ngoài nó hung tợn, nhưng nó chỉ được biết là ăn hiếp đàn bà con gái thôi. Chứ tôi không nghĩ nó thông minh đến nỗi mà bày ra cái trò làm cho đoàn mình lao đao như vậy. Vậy chứ yêu con, chắc chắn có người đứng sau chỉ biểu cho hắn. Chắc chắn là như vậy. Dạ thưa bà. Dạ việc bà giao tôi đã làm rất tốt rồi. Tụi đó buộc phải hủy đêm diễn. Thử hỏi, với cái mùi đó, từ ra về sau ai mà dám kéo tới đó coi nữa. Ngồi xuống đi. Dạ. Cậu có thấy không, người ta nói á, một lần thất tính á, vạn lần bất tin. Dạ. Ôi trời đất ơi, loa báo rầm rộ là chương trình thật là hoành tráng, rồi cuối cùng thì sao? Hủy bỏ. Như vậy thì còn ai dám quay lại để mà coi nữa. Vì mỗi lần nhớ tắt mù đó là ngán. Kỳ này tôi cho chúng nó chết đói luôn. Dạ. Mà bà thấy không? Việc bà giao tôi làm rất tốt, thành công ngoài sức mong đợi của bà, đúng không ạ? Còn phải nhắc nữa. Yên tâm đi, phần của cậu á, tôi sẽ trọng thưởng cho cậu. Dạ. Y như là lời tôi đã hứa. Dạ. Đừng lo gì hết. Nhưng mà nè, tôi muốn giao cho cậu một chuyện khác. Dạ nữa. Không lẽ còn gì hơn vụ đó nữa? Dạ có phải liên quan tới con lại không? Chứ gì nữa, cậu phải làm theo ý của tôi. Tôi muốn là thằng Hai Chánh phải từ bỏ con lại luôn. Cậu lại đây. Được không? Dạ. Chuyện này nằm trong lòng bàn tay của tôi. Bà cứ việc yên tâm giao cho tôi. Làm cho tốt nha. Dạ. Tôi đi. Tự nhiên bây giờ ngồi giặt phơi nguyên một đống quần áo dơ như vậy, bực bội hết sức. Thôi, nói láp giáp cái gì. Đồ dơ thì giặt lại thì còn xài được. Thầy chỉ sợ nó phá hư cảnh trí kia kìa, rồi không biết làm sao mà hát. Thiệt tình, con thấy lo quá. Không biết đêm diễn sao của mình á, có bị tụi nó tối phá nữa hay không đây. Thầy cũng mong là đừng có đứa nào nó phá, để cho gánh hát của mình còn được hát tiếp tục, để cho bà con chồng xóm ở đây người ta còn được coi mình hát. Lần này tụi nó còn dám tới quậy phá nữa, con cho tụi nó một trận. Lần này con phải canh thiệt kỹ nha, bắt được thằng nào con cho thằng đó mềm xương đó. Thôi mà. Thiệt tình á, gánh hát mình đang yên đang lạnh vậy á, ở đâu ra mà cứ tới mà phá vậy không biết nữa. Thiệt không biết làm sao nữa. Không phải tự nhiên đâu, tụi nó cố tình đó. Coi biểu thằng Hai, khi không bỏ đi đâu vậy? Con đi kiếm thằng cha còi lắm, hỏi cho ra lẽ, hỏi tại sao á dám phá gánh hát của mình. Thôi, đó đâu có phải là cách hay nhất đâu. Bây giờ làm như vậy đó là nó càng có cái cớ để cho thằng cò lắm nó tới đây nó quậy. Vậy chứ bây giờ thầy biểu con phải làm sao đây? Trời đất ơi, con mày nghe tao. Mày yên vậy đây giùm tao cái đi, đừng có làm cái gì hết.
bình tĩnh để tất cả coi sao cái đã rồi mình tính cũng chưa có muộn. Em thấy á, thầy Tư nói đúng đó. Ừ. Bây giờ anh đi tìm cái tên Cọ Lắm đó, mà anh cũng biết á, hắn không phải là người đơn giản, lỡ như có sinh ra chuyện gì á thì lại không hay. Vậy chứ không lẽ bây giờ mình ngồi đây rồi đợi cho tụi nó tới quậy phá lần nữa hả cô Loan? Tôi là tôi chịu hết nổi rồi đó. Bây giờ anh không chịu nổi thì cũng phải ráng mà chịu. Bây giờ anh càng nóng nảy thì càng dễ lọt vô trong bẫy của tụi nó thôi. Mình cứ nghe lời của thầy Tư đi, yên lặng coi thử coi tụi nó hành động sao, để mình còn liệu đường mà mình tính. Tôi nghe lời hai người vậy. Rồi phơi tiếp đi. Ủa? Lai à? Dạ má. Có phải con đang đi lại với thầy Đờn không? Chuyện tình cảm của con á, đáng lý tía má cũng có nên xem vô. Nhưng mà tía má cũng không có muốn sau này cuộc đời của con phải khổ. Tía má không có chê trách gì cái gia cảnh thằng hai giỏi hết á, nhưng mà vì cái nghề của nó khiến cho tía má phải lo. Sao má lại lo? Thì cái nghề đờn ca hát sướng á, nó phiêu bạc, nó rài đây mai đó. Tía má không có muốn con á phải dùi chôn cả quãng đời đi theo họ. Nhưng mà con thiệt lòng với anh hai giỏi mà má. Con à, đời người con gái chỉ qua có một lần đò. May mắn á thì sung sướng hạnh phúc, còn mà bằng ngược lại đó, ngậm đắng nuốt cay suốt cả cuộc đời. Con mà khổ á, tía má cũng đau lòng lắm chứ con. Dạ con hiểu rồi má. Sớm mai rồi đừng xin. Nếu anh hai giỏi biết mặt trời xa, chẳng biết anh sẽ ra sao nữa. Nếu hai giỏi này không lấy được em lại thì sẽ ở chạy đứng dạng không lấy ai hết. Sao để anh hai giỏi tình yêu em biết phải làm sao đây? Dạ con mời ông. Dạ con chào ông. Dạ chào ông. Ừ. Dạ. Tới đây làm cái gì vậy? Dạ bà kêu con tới có chút chuyện. Chuyện gì? Dạ. À tôi kêu nó đi ra ngoài đồng á, để canh coi trông coi tụi tá điền á, nhiều khi nó làm lúa, nó ăn cắp lúa của nhà mình về nhà nó rồi sao. Dạ. Ngồi đi đi. Dạ. Dạ con chào ông ạ. Dạ con xin phép bà. Vô nhà đi ông. Bà, chuyện đồng áng á, để tôi với thằng Hai Chánh lo. Bà khỏi lo, lo chuyện nhà giùm tôi. Tôi biết á, tôi á là phận đàn bà con gái. Ba cái chuyện làm ăn của gia đình này á, tôi không có được xía vô. Nhưng mà tôi thấy ông á với lại thằng Hai Chánh á hiền quá, cho nên tôi phải ra tay trước thôi. Mùa màng thất bát, phải để cho người ta chút lúa người ta sống chứ. Thiệt tình á, bởi vậy tôi nhắc ông bao nhiêu lần rồi, ông hiền lành quá đi. Bởi vậy á, nhiều khi á bị người ta lợi dụng đó, thấy không? Tôi mà biết chuyện này ngay từ đầu á là tôi á giống như những cái hội đồng khác á, siết cho thật chặt cái tụi dân đen đó, để cho tụi nó đừng có ngoe ngoảy một cái gì hết á. Hơi biết đâu bây giờ mình giàu sụ rồi, chứ đâu phải sống như bây giờ nữa đâu. Nếu tôi sống theo cái sách của bà đó, ép người như ép mía đó, thì cả cái làng này nè không còn ai ở hết á.
Ông nói cái gì vậy hả? Tôi không có nói chuyện với ông nữa đâu. Thiệt. Đây. Em đi chợ về hả? Ờ. Đến sách cho. Tôi không cần đâu, tôi tự sách được rồi. Sao hôm nay em xa cách quá vậy? Hình như em không được vui. Ồ, có chuyện gì hả? Ờ, có gì đâu. Tôi về nha, còn phải nấu cơm nữa. Ờ, lại chiều nay hay là mình chèo xuồng mình vào chơi nha. Anh mới tập được một bài lý mới, anh đợt cho em nghe nha. Bận rồi. Vậy mời đi cũng được ha. Không có được. Mà dạo này bận làm hàng nhiều lắm, đi không có được đâu. Sao mà tự nhiên hôm nay em lạnh lùng với anh quá vậy? Lại nè, có chuyện gì em nói đi chứ. Mà hình như anh thấy em muốn trốn tránh anh phải. Có chuyện gì nói cho anh nghe đi. Thôi nha, tôi phải về. Lại. Sao hôm nay lại kỳ vậy ta? Ý trời ơi, cái mùi gì khét vậy? Chết, nồi cơm. Trời đất ơi, tao nói không biết hổm rài nó làm sao nữa. Làm cái gì cũng hư, cũng trật hết trơn hết trọi à. Tráng thì tội, đồng tình với nó, sợ mai này nó khổ. Thiệt tình lại giờ cũng không biết tính làm sao nữa. Mời anh hai. Dạ mời anh. Chị. Công nhận trời thanh thanh vậy. Ngồi nhậu đảo quá anh hai ha. Trời mời. Mà có mấy đứa con gái đẹp đà. Dạ. Mà nhất là có mấy đứa giống con là. Hay là anh hai đang nghĩ tới con lài con của ông ba vàng có đúng không? Chỉ có mày mới hiểu tao thôi. Dạ. Mày nói sai rồi mày. Là đại mỹ nhân mới phải. Khắp lục tỉnh này ai đẹp bằng con lài đâu. Đúng là anh hai có xu hưởng mà. Được cái đẹp, được có tiền nữa. Uống canh hai. Bây giờ vậy, mày tới nhà con lài, mày báo là thằng hai giỏi đang gặp nạn ở bờ sông. Đúng rồi. Kêu nó là phải tới gặp thằng hai giỏi ngay lập tức. Nếu không thì trễ không gặp nữa. Dạ. Dạ. Tới mày báo là chắc chắn nó sẽ sập bẫy ngay. Đúng rồi. Anh hai giỏi quá. Dạ dạ dạ. Uống cái này. Dạ anh hai giỏi mà. Dạ. Vậy là lần này anh hai được hưởng mỹ nhân nữa rồi. Đúng là cái số anh hai xuống thiệt chứ. Thật ra tao nhớ xử đã lâu rồi. Nhưng mà chưa có dịp. Bây giờ ông trời ông nhìn xuống ông thấy tao hiền dễ thương quá cho nên ông bà thì dịp tới cho tao. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh hai xong việc rồi anh hai nhớ thưởng cho tụi em nhiều nhiều nha anh hai. Mày tao. Dạ xong việc tao sẽ thưởng cho tụi bay rất là hậu bỉ. Dạ, anh hai uống nha. Dạ mời anh hai nè. Dạ dạ mời. Bây giờ dạ mày tới nhà nó mày báo tin ngay lập tức đi. Dạ nhớ. Báo xong rồi á thì là đi về phía bờ sông bên kia, hiểu chưa? Dạ. Rồi bây giờ em đi nha anh hai. Rồi em đi nha. Mời anh hai. Đó ra coi anh hai bây giờ em làm gì anh hai? Mày bây giờ ở đây phụng hở với tao.
Sướng cái ta ở đây phụ hợ chứ thay. Mày cười gì vậy mày? Mày biết phụ hợ là làm gì không mà mày cười? Dạ, ở đây là canh chừng cho tao. Ai tới bảo cho tao biết. Không có liếc thấy như mày. Nghe chưa? Dạ biết rồi. Làm ghê vậy. Ông kêu đứng canh cho ổng. Làm cho mình cứ tưởng là ông ơi, nghỉ tay vô uống nước nè. Ủa, dạ con đi chợ. Tía má con đi. Đi mà về sớm nghe. Dạ. Mua thêm trà cho tía nha con. Dạ, con nhớ rồi tía. Uống nước đi. Nè ông. Ừ. Từ cái bữa mà người ta đồn thổi về cái chuyện mà con Lài nó đi lại với thầy Đờn, với cậu Hai Chánh, tôi thấy hai người ít có tới đây. Nhất là cậu Hai Chánh á. Nhà ông Biện Tôn á, là gia đình người ta giàu có như vậy á, ai là để cho con trai của họ qua lại con gái nhà nghèo như con của mình. Nhưng mà con Lài nhà mình ở đâu có phải là cái người đa tình như người ta nói. Thiệt nghe mà nó bực mình hết sức à. Bà quan tâm mấy cái chuyện đó làm cái gì? Miệng đời con người ta cay nghiệt, độc địa dữ lắm. Chuyện không có, họ cũng dựng cho có được mà. Thấy con Lài nhà mình sao mà tội nghiệp quá à. Ông ơi, không ấy kiếm chỗ nào được được gả nó cho rồi đi. Chứ để người ta cứ đồn thổi như vậy, rồi đàm tiếu như vậy, rồi thế nào cũng sanh chuyện hà. Con Lại nhà mình còn nhỏ, còn khờ dại dữ lắm. Thiệt là có đứa con gái trong nhà thêm lo. Ủa Lài, ủa thím Út, thím đi đổi gạo hả? Thím đi đổi ít gạo. Mà chợ hôm nay đông quá trời luôn á. Đợi từ sáng tới giờ mới đổi được gạo nè. Con có đổi được gạo không? Dạ không, gạo nhà con vẫn còn. Vậy hả? Ủa trời, như vậy mà cũng dám giác mặt ra đây nữa ha. Cái mặt cứ trơ trơ ra như là không biết xấu hổ vậy. Mặt người ta dày có liên quan gì tới cô không? Hả? Mắc mới gì mình phải sợ? Cái chợ này là của nhà cô hả? Cứ thử đi, từ đầu chợ tới cuối chợ xem, coi coi người ta nói cái gì. Trời, cũng không biết giấu cái mặt đi nữa. Cô mắc cái gì phải giấu mặt? Người ta đẹp vậy sao phải giấu mặt? Chỉ có những người không được đẹp như người khác á mới ganh tị. Phải giấu cái mặt đi á là đúng hơn á. Ê, cái bà già kia, bà đang nói bà hả? Bà nhìn lại mình đi, vừa già vừa xấu mà còn vừa nghèo nữa. Mày hổm vừa phải thôi. Thôi, cái con này mày đừng nói nữa, bỏ đi thím. Nè, còn cô nữa, tôi cũng công nhận á, mặt cô dày thiệt á. Người ta nói như vậy mà cô cũng còn đứng trơ trơ ra đó. Ủa, mày còn thiệt này hả? Tôi không biết nói làm sao nữa. Mình về thím. Nè, tôi cảnh cáo cô, nếu mà cô còn đụng tranh hay chánh của tôi nữa thì cô không có yên với tôi đâu. Cô tưởng đâu là con Lài nó mê cậu Chánh như là cô hả? Con Lài không phải là người bắt cá hai tay như vậy đâu. Nếu như mà thật sự nó thích cậu Hai Chánh á thì cô mới là người trèo cao tới đao á. Bình nhào quá ha. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà. Chỉ có những người nhà nghèo á mới thích chơi với nhau thôi. Cái con này á, mày có tin là tao đập mày không? Thôi, mày có tin là tao đập mày không? Hả? Thôi, nghe lời con, mày nói gì vậy? Nghe lời con, mình về thôi thím ơi. Cái thứ này á, phải làm cho nó một trận nó mới biết. Mà thím ơi, không hắt. Cũng có xíu chỉ sao ăn. Không biết nữa cái gì đem về đó. Thôi được rồi, mà lại tôi bồ cũ khác cho. Nhớ nha.
Mấy người tìm ai? Dạ xin thưa, có ông Biển ở nhà không vậy ạ? Dạ ông bà tôi đi ra ngoài hết rồi. Có chuyện gì vậy chú? Dạ thưa cậu, có mấy người này tìm ông bà. Mấy người tìm cha tôi có chuyện gì không? Dạ tụi tôi qua đây để gặp ông Biển, tôi xin ông cho nợ qua năm sau, tại vì lúa năm nay thất quá. Dạ cậu ơi, tại cái vụ lúa năm nay cũng mất mùa, thành ra tụi tôi mới cùng đường mới tới nhờ cậu. Dạ thưa, nếu mà đóng thuế năm nay chắc tụi tôi chết quá. Thôi được rồi, mấy người về đi, năm sau đóng luôn tiện thể. Dạ, dạ cảm ơn cậu. Cậu dạ cảm ơn cậu. Sao mày thấy mấy cô gái nó đẹp đúng không? Dạ ta nói đại ca đúng là cậu được ước thấy nha. Mới vừa áo uống được hưởng thụ cô gái đồng nội, vậy là có liền ngay. Quên mày mà tao tưởng thật không? Dạ cái thằng nó ngu mày, nói gì lại cũng ngu hết trơn mày khác. Dạ bởi vì tao đã tội nghiệp tao lắm, cái số tao từ lúc mới sinh ra đã làm ra, cho nên khi lớn lên mình không làm sao mà cải số được hả? Biết sao vậy? Dạ. Lại trời, gì vậy? Có chuyện rồi, có chuyện. Có chuyện gì mà anh la bài hải vậy anh nhọn? Tôi thấy ông thầy đờn bị người ta đánh, bị thương ở bến sông bên kia kìa. Ông kêu tôi về báo cho cô hay. Bây giờ cô phải chạy lên cảnh cứu ông đi, chứ không là ông bị người ta đánh chết đó. Anh nói gì? Anh hãy dõi anh bị sao? Ờ đúng rồi, cô đi mau lên đi, cứu ông đi, có khi gặp ổng lần cuối đó. Được, đừng có nhà nha, chị đi chút xíu chị về liền. Ủa chị hai. Ủa anh nhỏ, vụ gì vậy đó? Thì ông thì đừng có chuyện. Thôi đi nha, đó đi à. Đức, chị hai đi chợ gì chưa? Dạ chị chạy ra chợ lấy đồ rồi, tại nãy chị quên. Ủa rồi bộ bay cũng định đi đâu đó phải không? Thôi á con á thì đi bắt miếng cua chiều về nấu canh nha má. Tê con đi nha má. Má mày đâu rồi? Má ơi má. Ôi, sô cá thì ngon ghê chứ. Trời ơi, cá ngon quá trời luôn á. Để tụi con nè, tí đem cá về cho tụi con ăn nè. Đã tụi con có vui không? Đã quá à. Đã quá à. Có cá rồi, để má vô, má nấu cháo cá lóc cho tụi con ăn nghe. Dạ. Cái gì? Bà tài lanh tài lẹt không ai nói bà cá này nấu cho tụi nó ăn. Cái này giờ nấu cho tôi nhậu. Trời ơi. Công tử, ông nghỉ nhậu một bữa được không? Về cho tụi con ăn chứ. Bữa khác đem về cho ăn còn nhiều dịp mà. Còn cái này là để tôi nhậu. Ông nghỉ nhậu đi, ông thấy con ông nó thèm ghê không? Ông nhường cho tụi nó nấu cơm một bữa cho tụi nó ăn đi. Ông có gì tụi nó ăn thì nó ăn cơm, chứ cơm có chết đâu mà sợ. Còn tôi nhậu mà không có mồi lấy gì tôi nhậu. Ủa ông không nhậu một bữa là ông chết hả? Sáng vô mặt mà bây giờ dám cả chạy với tôi à? Tụi nó nhịn đói một bữa có chết đâu. Cái này là để tôi nhậu, vô nấu cho tôi nhậu, kể cả sang bằng tay bây giờ. Đấy. Nhiều chuyện. Bữa khác ăn, bữa khác tía đem về cho ăn. Cá này là để tía nhậu. Bữa nay chịu khó ăn cơm chứ cơm đi. Chạy đi đâu?
Ăn mày chạy bà đổ cha mày ăn đánh nó chung phải đánh tao nhanh lên gì vậy nha chạy nữa chạy nữa. Đơn giản. Ủa, con đi đâu vậy Chánh? À, má. Dạ, con ra ngoài có chút việc. À, vậy hả? Sẵn tiện á, con mang cái giỏ trái cây này nào, qua bên kia xong cho bà Sáu giùm má nha. Dạ, nhưng con... Sao vậy? Ghé qua đưa cho bà Sáu đi, đâu có tốn nhiều công đâu nè, rồi muốn đi đâu thì đi, nha. Dạ, vậy cũng được. Nè, con mang đi đi, nói dạ. Là cho má gửi nha. Dạ.